sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978106552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Cuộc sống lạ lùng của Bầu Đức ở Campuchia. Ông chủ Hoàng Gia Lai trong căn phòng 15m². Căn phòng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức giữa trang trại chuối chỉ rộng 15m², không có toilet, được bày trí đơn giản giống như một nhà nghỉ phố huyện, nhưng cuộc sống của ông chủ căn phòng đó còn đơn giản hơn thế nhiều. Nhân viên không bỏ việc mà chỉ rời bỏ ông chủ tôi. Sự đục rút ấy thôi thúc tôi phác họa chân dung người đã từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam theo một cách hoàn toàn khác. Và đó là lý do khiến chị tạp vụ Trương Thị Tiên trở thành người kể chuyện chính trong clip lần này của chúng ta. Tôi đến Campuchia vào những ngày cuối tháng 10 như đã hẹn trước ở Việt Nam. Hoàng Gia Lai đồng ý đón tôi tới thăm trang trại của họ ở Ratanakiri, nằm ngay cạnh khu bảo tồn thiên nhiên Lompat nổi tiếng của Campuchia. Hành trình từ Siem Reap đến Ratanakiri kéo dài bất thường vì chúng tôi đi lạc trong rừng suốt nhiều tiếng. 12 giờ đêm, xe mới về đến trang trại. Người đứng đầu phía Hoàng Gia Lai tại Campuchia khi đó vẫn chưa ngủ, chờ để đón chúng tôi ngay tại cửa xe, lo lắng và ái ngại vì chuyến đi không được thuận lợi như dự kiến. Tất cả mọi người đều cố mong tôi thông cảm vì phải xếp cho chị nghỉ ở phòng chủ tịch đêm nay thôi, chứ cũng không còn một phòng đơn nào nữa. Phòng không có nhà vệ sinh riêng đâu, nhưng yên tâm, đó là phòng tốt và an toàn nhất ở đây đấy. Nằm ở lầu 3, phía sau cái cửa gỗ không bao giờ khóa là căn phòng của Bầu Đức, có diện tích rất nhỏ, chắc cỡ 15m². Vị trí của nó là ngay đầu cầu thang, khiến tôi cứ thắc mắc vì sao người đàn ông từng giàu có nhất Việt Nam theo giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán lại chọn căn phòng có thể gọi là chính, lại có thể gọi là giấc phụ này để nghỉ ngơi. Ngay khi mở cửa vào, tất cả mọi thứ trong phòng đều gợi đến một sự so sánh đơn giản. Nó giống với tất cả các nhà khách, nhà nghỉ cấp huyện mà tôi từng có cơ hội đến khi đi công tác tỉnh. Tôi bắt đầu quan sát kỹ hơn vì tò mò từ chiếc bàn làm việc. Trên bàn là tivi, bút, giấy, mặt bàn khá là sạch. Một tủ lạnh cá nhân bé bé rất giống loại trong các khách sạn đặt ngay cạnh bàn làm việc. Trong tủ lạnh có 3 chai nước suối, ngay cạnh giường là giá treo đồ. Tủ sắt rất nhiều ngăn nằm ở một góc khác, phù hợp với việc chứa tài liệu hơn là dùng cho phòng ngủ. Điểm nhấn và chiếm không gian nhất của căn phòng này là chiếc giường có màn chèo sẵn. Chủ nhân của chiếc giường này chính ra không hề là một người cầu kỳ về gu thẩm mỹ. Màu sắc, kiểu dáng của ga gối đều gợi lên cảm giác rất phổ thông, một kiểu mà phố huyện chắc đã bày bán cả chục năm nay rồi. Chăn màn có mùi ấm áp và gần gũi, giống như kiểu vải được phơi nắng, giòn tan, sạch sẽ, dễ dàng làm hài lòng vị khách bộ hành đang mệt mỏi. Chỉ có chiếc đệm mang lại cảm giác hoàn toàn khác, dễ chịu và biết nâng đỡ cơ thể một cách nhẹ nhàng. Hình như chủ nhân căn phòng này làm cao su nên tấm đệm thậm chí còn hơn đứt bộ đệm ở khách sạn 5 sao đêm qua từ vừa nằm. Hôm sau, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá vườn chuối vào lúc 6 giờ sáng và phải sử dụng ô tô bởi không ai có thể đủ sức đi bộ ra vườn chuối với tổng diện tích lên đến 8.000 ha. Công tơ mét trên xe cho thấy đến hết ngày chúng tôi đã đi được 175 km trong tổng số 500 km đường giao thông nội bộ ở trang trại này. 13 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2019, sau bữa cơm trưa giữa vườn chuối, mọi người đều đi nghỉ tránh cái nắng gay gắt của vùng cao nguyên Ratanakiri, Campuchia. Tôi tình cờ gặp và trò chuyện với chị Trương Thị Tiên, nhân viên tạp vụ tại dự án Hoàng Anh Gia Lai, Campuchia. Tội nghiệp ông Ba Đức, giàu có đâu không biết. Thanh An hỏi, chị ở đây lâu chưa? Chị Trương Thị Tiên mới trả lời, mình qua Campuchia cũng được hơn 3 năm rồi. Việc của mình là dọn dẹp tạp vụ. Ban đầu chưa quen việc, quen vườn, cũng lo lắm. Mà hồi đó ở đây còn hoang vắng ghê. Nhiều hôm chú Ba Đức qua gần 12 giờ đêm chú mới họp xong với mọi người. Lúc đó mình mới bắt đầu đi dọn vì sợ sáng mai làm không có kịp. Vừa làm mà nước mắt cứ chảy hoài, người ta đi ngủ hết rồi. Đây là công việc của mình thì mình thức thôi. Nhưng vì bóng tối tùm nên sợ ma lắm. Bây giờ dự án phát triển kinh khủng rồi. Xưa cả vườn có hơn 1.000 người làm thì bữa nay nhận thêm thiệt nhiều người, đông sùm luôn. Xe cộ nửa đêm đầu sáng cứ chạy tới chạy lui, nói chung là vui lắm. Xe chở khách nè, chở công nè. Khách hàng nước ngoài có khi cả 10 nhóm đến liên miên, cả chuyên gia nữa. Rồi cán bộ người Việt Nam bây giờ sang đông lắm.
mình có bạn bè nên cứ tối đến là ra sân ngồi chơi nói chuyện, điện thắp sáng trưng, không còn biết sợ như mấy năm trước, có khi trung tâm thị xã ở cũng không vui bằng ở đây. Thanh An, ông bà Đức có hay sang không chị? Chị Trương Thị Tiên nói, ít lắm, nói chung có tháng ổng qua 3 lần, có tháng thì ổng qua 2 lần, có tháng thì ổng không qua. Mà mỗi lần ổng qua chỉ giam 3 ngày thôi nên ổng cứ đi miết. Từ 4 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm mới nghỉ. Có hôm chiều về dọn cơm lên rồi thấy nhoáng qua một cái, ổng kêu, dọn trái cây tráng miệng con. Mình bưng trái cây lên mới tính nhanh như vậy chắc chắn ông chỉ đủ ăn một chén cơm. Tại vì ổng mới ngồi xuống là mình quay lưng đi vô bếp, đặt cái khay lên bệ thì ổng kêu ổng ăn xong rồi. Hỏi thử sao mà kịp ăn 2 chén cơm chứ, ăn một chén cơm còn là nhanh đó. Ổng lớn tuổi rồi mà thấy ổng làm lụng quần quật miết, thích cực đúng không? Mình làm công ăn lương tưởng là đủ vất vả rồi, nhìn thấy ổng vất vả gấp nghìn lần để tạo dựng cơ ngơi, rồi buôn bán với khắp người Nhật, người Trung, người Hàn để trả lương cho mấy chục nghìn người. Người Campuchia đi làm ở đây người ta cũng biết ơn ổng vô đây khai hoang tạo việc làm cho bao nhiêu tỉnh. Mà ở đây ai cũng thương chú ba hết, mấy người ai cũng nói tội nghiệp ông ba Đức, giàu có đâu không biết, chưa thấy sự hưởng thụ của ổng đâu. Nhưng đi làm thì thấy ổng cực nhất trong mấy nghìn người. Làm cực vậy mà ổng có la gì ai bao giờ đâu. Ổng còn hơn cả cái ông nông dân nữa thì nghĩ làm sao? Thanh An hỏi, ông ấy không bao giờ la mắng ai? Chị Trương Thị Tiên nói, không, mình làm hơn 3 năm trời mà chưa thấy bao giờ chú ba kêu hay la ai một tiếng nào. Cũng chưa bao giờ nhân viên làm những điều mà ổng không hài lòng, mà ổng kêu đuổi việc đuổi đồ hay thoá mạ. Nói chung, giàu có kinh khủng ở đâu không ai biết, nhưng nhìn cách ổng sống với mọi người thấy ổng thân thiện như một gia đình. Ai chào ổng thì ổng cũng gật đầu chào bình thường. Sáng mình lau dọn mà thấy ổng, giật mình ngước lên mới hỏi, con chào chú. Mình thấy cái vẻ vui vẻ của ổng khi ổng gật đầu chào lại mình vui lắm rồi, không có cấp trên vai vế một cái gì đâu. Chú ba sống vậy nên anh em ai cũng thương. Bình thường ông không nề hà chuyện tấm áo manh quần, nhanh gọn để mà làm việc. Chính mấy ông sếp nông trường nói, hồi lúc gian cơm còn bận quần áo ngon lành hơn chú ba. Nếu mà nhìn vô chắc không ai cho ổng là sếp lớn nhất ở đây đâu. Đây là mình biết chú ba Đức, rồi mình biết ổng là sếp lớn. Chứ như khách nước ngoài nhìn vô để tìm được ông sếp Hoàng Gia Lai chắc không biết nổi là ông nào. Ổng còn hơn cả cái ông nông dân nữa thì nghĩ làm sao? Thanh An hỏi, có thể là vì tính cách đó mà tôi thấy căn phòng của ông ấy rất đơn giản hay không? Chị Trương Thị Tiên trả lời, đơn giản vậy thôi chị, không có cái gì hết. Chỉ có tivi với cái tủ đồ trống cho ổng để quần áo, bàn làm việc thêm tủ lạnh nhỏ xíu với cái máy lạnh vậy thôi. Hôm nào chú qua có bỏ mấy chai nước lạnh vô, ổng ưng thì uống mà không thì ổng để đó, rồi vậy thôi chứ không có cái gì hết. Do bữa nay là đông khách đến mua chuối, ở hết phòng nên giám đốc công ty mới quyết định dọn phòng chú cho chị ở, chứ phòng chú ba là không có ai được ở đâu. Thường xuyên cứ 5-3 bữa chú ba không qua thì mình tự lên quét dọn mở cửa cho thoáng. Chừng nào chú ba qua thì mình thay đệm, thay ga gối trước để chú bước vô phòng là sạch sẽ, không bị thiếu hơi người. Mà phòng của ổng là phòng bé nhất, có hơn 15m2 à. Nhiều người họ giàu, họ làm sếp, họ sống khác, không giống chú ba này đâu. Thanh An hỏi, có cảm giác như không phải phục vụ mà là chị đang chăm sóc ông ấy. Chị Trương Thị Tiên trả lời, không phải chỉ có mình đâu, bữa nào chú sang là các chị nuôi ở đây cũng chuẩn bị một chén muối ớt chanh. Bữa nào cũng như bữa nào vậy, hay lắm, cứ như là món ruột vậy á. Rau luộc bữa nào cũng có một đĩa, thêm con cá nướng. Chẳng qua nấu mâm cao cỗ đầy là để ổng đãi khách. Còn với chú ba, món sở thích của chú thì mình thấy giản dị lắm. Nó giống như một người nông dân bình thường vậy, chứ không có chuyện tao qua là mày phải giật heo giật bò hay làm cái này cái nọ cái kia cho tao ăn. Hồi giờ mình cứ nghĩ, ủa sao ổng ăn bình thường vậy? Mình bảo bếp là ổng đi cả ngày chơi, ổng mệt phải cho ổng ăn cái gì cho có sức khỏe chứ, ăn muối ớt làm chi? Mấy người đó mới kêu, bớt giỡn đi, không có muối là mệt với ổng đó. Thanh An nói, thú vị thật, ngoài muối ớt chanh ra ông ấy còn thích ăn gì nữa hả chị? Chị Trương Thị Tiên trả lời, nói chung chú ba làm việc quên ăn quên uống, kiểu không tả được. Mình cứ tưởng tượng có công việc gì đi nữa thì mình làm cả ngày mệt dã rời, mình cần nhất ăn miếng cơm để lấy lại sức rồi tiếp tục làm việc. Nhưng mà với chú ba ấy, công việc là một công khoán, phải làm cho xong trách nhiệm đó rồi mới tính tới ăn uống, sức khỏe của mình để xong. Đi bên cạnh chú lúc nào cũng có một hũ săn dây,
Những khi đói bụng quá, ổng mà ở đây thì mình pha cho ổng. Còn ổng đi trên xe, trên đường hay là qua nông trường ấy thì ổng nhờ tài xế pha cho. Rồi lúc nào mình cũng đùm cho nải chuối gửi tài xế cầm đi để ở đồng không ăn kịp cơm. Lỡ lên xe đói bụng thì ổng có cái mà lót dạ, ổng thích ăn chuối mà cũng không đòi hỏi nha. Nhiều khi hỏi tài xế của ổng là trên xe chú ba có cái gì ăn không mà chú ăn cơm ít vậy. Ý là mình nghĩ chắc ổng phải ăn cái gì đặc biệt của người quan trọng. Tài xế kêu là không ăn gì cả, ngồi trên xe ổng uống nước miếng rồi thôi. Thêm sắn dây hồi nào đói thì ổng uống một miếng cho nó mát mẻ, vậy là xong chứ không có gì đâu. Còn bữa nào mà mình thấy ổng qua, nếu bếp có đậu là mình nấu chè để ổng ăn cho mát. Mà ổng cũng hay ăn đêm, ví dụ ông họp xong lúc 9 giờ 10 giờ đêm, bưng ly chè ra ông ăn một miếng rồi ổng lên lầu. Hồi giờ mình ra đời đi làm mà nhìn người, thấy chú ba sống hay thiệt. Thanh An nói, mọi người ở đây có học theo ông ấy không? Chị Trương Thị Tiên trả lời, mình thấy chú Hưng, tên thường gọi của ông Nguyễn Quan Anh, phó tổng giám đốc Hoài Gia Lai Agrico, tổng giám đốc HNG Campuchia, cũng giống như chú ba đó. Ông cũng không đời nào ông nói gì ai hết. Chú Hưng sống cũng giản dị. Ví dụ như trong công việc, ông nói gắt gao vậy thôi, chứ hết công việc rồi là anh em ngồi chia sẻ góp ý nhau, cái gì sai trái là cũng đối xử hài hòa lắm. Thỉnh thoảng xuống nhà bếp là cũng nói chuyện, hỏi thăm, rồi mấy đứa trong công ty cũng đùa giỡn với chú bình thường. Được hai ông sếp này hay vậy mình mến lắm. Ông chủ tịch cũng mến mà ông giám đốc cũng mến. Chứ nhiều người họ giàu, họ làm sếp, họ sống khác, không có giống chú ba này đâu. Ủa? Mà chị đã tiếp xúc với chú ba nhiều chưa? Thanh An nói, dạ chưa. Chị Trương Thị Tiên mới trả lời rằng, ổng cũng dễ mà. Thanh An, theo Trí Đức Trẻ, cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.